Dắt chó đi dạo, người đàn ông sửng sốt khi phát hiện sinh vật cổ dài bí ẩn, khiến dân mạng nghi ngờ là quái vật hồ Loch Ness. Suốt hàng nghìn năm qua, câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness đã trở thành đề tài tranh cãi bất tận trong giới khoa học, cũng như trong dân chúng. Rất nhiều người tuyên bố nhìn thấy nó. Đã có nhiều cuộc săn tìm đã diễn ra bởi các nhà khoa học và cả chính phủ Scotland. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa ai quay được cận cảnh hay bắt được nó. Tuy nhiên, mới đây, một bức ảnh được cho là quái vật hồ Loch Ness đã một lần nữa làm dấy cuộc tranh luận gay gắt này. Jimmy Gray, 66 tuổi, chủ nhân bức ảnh, chia sẻ, ông đã bắt gặp sinh vật bí ẩn này trong khi đưa chó đi dạo ở đồi Round, làng Killin, Scotland, cách hồ Loch Ness khoảng 200 km về phía nam. Khi tôi đến gần phía con vật, tôi mới nhận ra nó to thế nào. Tôi nghĩ nó trông giống như khủng long vậy. Vì vậy, tôi đã rút điện thoại ra và chụp lại nó. Khi bức ảnh chụp quái vật được đăng lên Internet đã khiến cộng đồng mạng phát sốt, liên tục đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc của sinh vật này. Có người cho rằng con vật này có thể là một con chồn hoặc một con thằn lằn. Thậm chí có người phán đoán đó là một con khủng long từ thời tiền sử. Tuy nhiên, với những gì ông Bright chia sẻ đã làm không ít người liên tưởng đến Nessie. Thường tôi khá là hoài nghi khi nói đến Nessie và tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái gì hoang đường. Nhưng khi nhìn bức ảnh này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể Nessie có tồn tại đấy. Đây là một phát hiện tuyệt vời cho những người tin rằng Nessie là có thật. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nhé.